Rồi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình. Thì ở video lần trước thì mình cũng đã tháo cái van này ra, van tổng phanh này ra, và mình đã chỉ cho tất cả các anh em mình về cái vấn đề là nó bị mất tầm rà. Thì ở video lần này tiến hành mình sẽ ráp lại cho tất cả các anh em mình bảo dưỡng, cho tất cả các anh em mình xem cái cách mà mình thường hay bảo dưỡng cho khách. Tại vì cái van này là van của khách người ta gửi cho mình này để mình sửa chữa. Thì sau khi mà mình tư vấn rồi cho khách rồi thì khách chọn cái phương án là chỉ thay siêu phết. Tại vì thực tế của vấn đề á, là nó chỉ bị siêu người ta thay không đúng chủng loại, cho nên là nó bị kẹt, dẫn đến là nó mất tầm rà ha. Chứ còn lại lớp B hoặc là còn lại là những cái bộ phận khớp mà còn rất là ok. Như cái này là mình đã đánh bóng rồi nè các anh em. Đây, mình đã đánh bóng cả hai mặt rồi này. Đó, thì mình trước khi có các anh em làm á thì các anh em mình hãy coi xem cách mình làm này. Mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi này ha, vệ sinh sạch sẽ rồi này. Đó, rồi có chi tiết là chúng ta đã đánh doa hết rồi ha, đánh doa cho nó bóng. Chứ không là nó bị gờ. Bị gờ nó bị bật thì nó sẽ bị có cảm giác là chúng ta đập phanh là nó sẽ bị ăn hỗn, nó tóp ha, nó mất tập rà ha. Đó, thì video này mình sẽ tiến hành mình lắp lại cho các anh em mình xem. Thì anh em mình xem video thấy hay thì bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình ha. Và anh em nào cần có phụ tùng vật tư của hệ thống phanh khí nén thì hãy liên hệ với bên mình ha, 038 98 98 100. Mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em. Ví dụ như bộ siêu này là nó bị hư rồi nè các anh em. Đây, bộ siêu này nè, không đúng chủng loại này. Thì mình sẽ mua những cái bộ siêu này. Mình tiến hành mình thay cho khách ha. Rồi bây giờ các anh em mình hãy xem cách mình làm, triển khai mình làm ha. Rồi bước đầu tiên là các anh em mình hãy tiến hành chúng ta vệ sinh sạch sẽ ha. Sau đó chúng ta tiến hành chúng ta thoa mỡ bò những cái vị trí cần thoa ha. Những vị trí nào cần thoa thì chúng ta thoa, và những vị trí nào không cần thoa thì chúng ta không thoa ha. Ví dụ như vị trí này các anh em mình hãy xem ha. Đó, ngay chỗ này là có cụm siêu này, xíu nữa mình bỏ vào thì mình xoa ngay cái cụm siêu này thôi, còn lại là chúng ta không xoa ha. Chúng ta xoa vào những cái vị trí này là vô tình trong hệ thống hơi chúng ta mà nó có bẩn á thì nó sẽ bị. Sau đó đây là cái lớp B, cái lớp B thì coi này mình hãy vệ sinh cái mạc nó sạch này, sau đó thoa một lớp mỡ bò lên trên cái này ha. Đấy rồi, chứ có vậy thôi đó. Chúng ta tiến hành chúng ta bỏ vào, sau đó bỏ cái lò xo vào ha, sau này vào đây, bỏ lò xo vào, sau đó chúng ta tiến hành chúng ta bỏ siêu vào ha, siêu đây, bỏ siêu vào cái bộ phận này ha. Các anh em lưu ý là cái siêu của mình là nó phải là siêu tốt nha, các anh em mình đừng có để nó cầu quá. Nếu mà chúng ta để nó cầu quá là nó sẽ bị kẹt, dễ bị kẹt lắm. Nó kẹt là nó khi mà nó kẹt cái bít tông này này, bít tông chúng ta nó không di chuyển đi lên đi xuống được đâu. Đó, và chúng ta bó mỡ bò vào trong này. Đó, thoa mỡ bò vào trong cái lòng siêu này này. Sau khi mà chúng ta bỏ vào trong này thì nó sẽ dùng cái mỡ bên trong cái kẽ này này để nó nuôi cái lớp B chúng ta, chứ chúng ta không cần phải xoa lên nhiều trong cái hệ thống hơi chúng ta đâu. Tại vì vô tình là chúng ta nó sẽ làm bẩn cái hệ thống hơi chúng ta ha. Đấy. Rồi, sau đó chúng ta tiến hành chúng ta gài vô ha. Đây. Đó, như thế này là ok ha. Sau đó chúng ta để cái nắp này lên. Đó. Gài bít lại. Các anh em mình hãy lưu ý nè, cái này nè, các anh em mình hãy lấy cái lớp B này, cái này chúng ta nhận xuống ha, chúng ta nhận xuống cho nó kiểm tra thử nó nhẹ nhàng hay không ha. Đây, như thế này là nhẹ nhàng này. Đấy rồi, ok, đó coi như là cái phần này nó đã xong rồi nha. Xíu mình bổ sung con này nó bị mất rồi. Rồi tiếp theo là chúng ta hãy vệ sinh cái này và chúng ta lắp những cái bộ phận ha. Rồi đây siêu Orin này. Đây. Các anh em mình hãy lưu ý là cái cụm siêu này chúng ta hãy để cho nó đừng có bị xoắn ha. Nếu mà nó xoắn là chúng ta hãy để như thế này, chúng ta xoay nè, nó đừng có bị xoắn. Tại vì khi mà cái siêu chúng ta nó vào bên trong nó chuyển động tình tiến á mà nó bị xoắn á là nó cũng dễ gây bị kẹt ha. Đấy.
đó là những cái kỹ thuật cơ bản các anh em mình cần phải nắm khi mà chúng ta sửa chữa ha. Rồi chúng ta thoa một tí mỡ bò vào trong này đó. Thì cái mỡ bò này nó vào trong những cái rãnh này thì nó sẽ bôi trơn ha, trong suốt cái thời gian. Ngay đây có cụm siêu, chúng ta bỏ bổ dưỡng cho nó ha. Rồi chúng ta để qua một bên, tiếp tục là chúng ta tiến hành chúng ta rót tới cái bộ này ha. Bộ này xong rồi chúng ta để qua một bên, bộ tới bộ này. Bộ này thì chúng ta hãy tiến hành cũng giống như vậy, chúng ta cũng bỏ lớp B vào, chúng ta vệ sinh cái mạc của lớp B này sạch này đây ha. Đấy. Rồi chúng ta thoa một lớp mỡ bò lên trên này. Cái lớp B này là lớp Berin theo xe luôn á các anh em. Đấy. Thì cái lớp B loại này nó rất là bền, tại vì cái nó là lớp B nhựa cho nên cái hệ số ma sát của nó rất là thấp. Cho nên nó rất là bền ha. Rồi tiếp theo là chúng ta hãy bỏ cái lò xo này vào ha. Đấy. Rồi chúng ta bỏ cái hai sợi siêu này trong này và ở đây vào nữa. Rồi chúng ta thoa một tí mỡ bò vào ha, để cho nó là nguồn, để sau này nó là rồi tiếp theo là chúng ta bỏ xuống, ép xuống ha, ép xuống và chúng ta gài phe lại. Nhưng mà giờ để cái phe này lên trên này, chúng ta ép xuống. Ok ha. Các anh em mình xem này, đó, nó phe là chúng ta phải bóm lại ha. Rồi tiếp theo chúng ta hãy tiến hành chúng ta nhấn cái lớp B này, kiểm tra thử nó có nhẹ nhàng hay không. Thì chúng ta lấy cái này, chúng ta nhấn ha, chúng ta để vào đây, chúng ta nhấn này. Đây, các anh em mình thấy không? Rất là nhẹ nhàng. Hơi vị rất là nhẹ nhàng ha. Đó. Thì nó không quá nặng. Đó. Rồi, tiếp theo là chúng ta hãy thoa một lớp mỡ bò vào cái mạc này ha. Đây. Thoa một ít thôi ha, không thoa nhiều đâu. Rồi tiếp theo là chúng ta bỏ cái lò xo này vào ha, lò xo nhỏ ha. Nó đây nó có hai lò xo này, một lò xo có đường kính lớn và có cái lực ép nó lớn thì nó nằm ở đa tầng kia, còn cái tầng này nó nằm đây ha. Rồi tiếp theo là các anh em hãy bỏ con này vô ha, con này. Đó. Anh em mình thấy kiểm tra là nó phải nhẹ nhàng ha, đây này. Đấy, nhẹ nhàng ha, đó. Nhẹ nhàng như vậy đó. Rồi, tiếp theo là chúng ta hãy xoa một tí mỡ bò vào đây ha. Các anh em mình hãy lưu ý là một tí nhỏ thôi ha. Rồi, tiếp theo là chúng ta bỏ cùng siêu vào cái lớp B này, cái bộ phận phía trên này ha. Rồi. Trong này thì chúng ta hãy cho mỡ vào để cho nó lấy cái nguồn để sau này nó bôi trơn cho cái hệ thống của chúng ta ha. Đấy. Rồi. Sau đó là chúng ta các anh em lưu ý nha, trong này là nó có một cái miếng nhựa này, chúng ta hãy để nó ha. Đừng vứt nó ha. Sau đó là chúng ta bỏ cái con vít này vào trong này ha. Đấy. Rồi. Tiếp theo là chúng ta bỏ cái lò xo này vào đây, bỏ vào đây và sau đó chúng ta nhấn vào đây ha. Đấy, thì bây giờ mình chuyển qua cái eto mình kẹp lại cho các anh em mình xem này ha. Rồi tiếp theo là các anh em mình hãy bỏ con này vô ha, để coi các anh em có thấy gì không. Rồi ok, sau đó chúng ta bỏ vào cái này vào đây ha, sau đó cái này để lên đây, sau đó là cái này để lên đây ha, con vít này để đây. Đó.
Rồi, đối với con này á, các anh em mình hãy siết chặt lại ha. Các anh em mình siết chặt lại là ok rồi. Sau đó là chúng ta hãy lắp lại thôi ha. Coi như là chúng ta bộ phận phía trên này chúng ta ok rồi này ha. Tiếp theo là chúng ta hãy tiến hành chúng ta lắp. Thì các anh em mình lưu ý ha, đây ví dụ như cái khi mà chúng ta tháo ra như thế nào, chúng ta làm giáo như thế nào thì chúng ta hãy để lại như vậy ha. Ngay chỗ đây có cọng orin đây, các anh em hãy để đây, chúng ta lắp lại sau, sau đó là chúng ta siết bốn con này lại là ok ha. Đấy, chỉ có vậy thôi ha. Đó là coi như là chúng ta đã hoàn thành cái việc là chúng ta bảo dưỡng và sửa chữa cái van này tại nhà. Các anh em mình xem video thấy hay thì hãy bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình ha. Và anh em nào cần phụ tùng vật tư thì hãy liên hệ với bên mình 0389898100, hoặc là các anh em mình cần tư vấn gì thì hãy liên hệ với bên mình ha 0389898100. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau.